Hello, xin chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Hậu Về Cách Đấy. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một video đi review trải nghiệm mặt VIP Pro nha các bạn ơi. Đây, đây. Quay ạc VIP không, ạc VIP không? Đó, vô là có nhạc dancer rồi nhảy đó. Một con ngạc hình như là mấy ngàn tỷ lực chiến đó các bạn. Đó, wow, vô nhìn mặt nó nè. Wow, wow, nhảy luôn. Oh. Ok. Wow. Đã không? Đẹp trai kìa. Để coi lực chiến bao nhiêu, chịu xem được, mới bự được nha. 2, 4, 6, 8, 9. À, đây là 9 đúng không? Là 6 tỷ nè. 16 tỷ nè, 316 tỷ nè. Wow, ạc này là 51.000 tỷ. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, đúng rồi. 12 là nghìn tỷ, 13 là... Wow, 13 là chục nghìn tỷ các bạn ơi. 51.000 tỷ lực chiến. Liệu hôm nay chúng ta mượn được cái hạt này có thể đi lụm được con boss VIP 99 gì đó không nè. Wow, mà cái hạt này làm sao mà lên được nhiều dữ vậy ta. Ôi kìa. Ôi, bà nó đang ở cái map nào vậy? Ở Minh Giới kênh 1 hả? Vân Du Boss chỉ trong kênh 1 làm mới. À, nó đang ở map 400 mấy hả? Hoài map này nhìn đẹp chứ bộ anh em. Trời ơi. Đang đi chen quái gì kìa. mình làm nhẹ nhẹ trước con boss thường ha. Boss thường 800 mấy nè. Ok. Hoài đi hãm bay à. Đồ. Hoài mà các bạn có nhìn sao nhìn nó ủa không thấy bét gì đi chung đó ta. Ừ, một mình ảnh đánh luôn á. Ơ kìa, đúng rồi, đó, à, bét biết đồ đây. Uầy, 51.000 tỷ, chạy boss kìa, ơ kìa. Wow, máu boss xuống ầm ầm luôn. Trời ơi, quá trời luôn bạn ơi. Uầy. Wow, và túi của hạt này gọn hơn cái hạt đợt trước chúng ta review nha các bạn ơi. Wow, để lượng coi. Mát luôn. Chắc hạt này chắc phải full hết rồi quá. Trời ơi, coi kìa đẹp kìa. Thần binh đó hả? Hoài thần binh nó nhìn ngầu. Wow, phi phong chưa mát các bạn ơi. Phi phong mới 200 mấy rồi hả? Vô cường quá coi. Đồ nè. Wow. Ui, thiên giới một thần. Thiên giới phong thần. Rồi nguyền cái gì? Nguyền cấp 1. Ui, vũ cấp 1. Ủa mấy cái này lấy ở đâu vậy ta? Ui, toàn là đá VIP không kìa bầu ơi. Tụ chọa. Wow. Trời ơi, mấy cái này lấy ở đâu vậy? Thiên giới đồ. Nếu mà đổi ở trong này có không ta? Trong này. Nè, thiên giới. Không, này là thiên giới vũ vực bồ ơi. Cái đá thiên giới đồ kìa. Vinh dự. Vô thị nhất kích hồng. Cái này hồng thôi. Sát thương chuẩn. Còn mấy cái kia lấy đâu ta? Nè thiên giới nè. Vậy là đổi ở trên này đó hả? Đù 800.000. Wow. Vũ cấp nè. Vậy là mấy cái đá này mới tăng nhiều lực chiến hơn đó hả? Vậy chắc mấy cái kia chắc full hết rồi. Trời ơi coi con ngạc kìa. Kiểu chảnh chọe chưa đó. Ôi lẫm lên. Trời ơi đẹp trai kìa bồ ơi, đúng chất là VIP luôn. Trời ơi ạc này đúng chất luôn các bạn ơi.
Wow, trang bị full à chưa hả? À không full luôn rồi. Uầy. Rồi bộ chuyển. Trời ơi, bộ chuyển cấp 19 2S rồi, có cái này chỉ có 1S thôi nè. Còn mấy cái kia là 3S hết. Wow, bá vương tá giáp đồ nè ha, thần luyện nè, chư thiên nè. Trời ơi, thôi. À, bách chiến. Ô, bách chiến bậc 9 luôn. Thiên hư 40, 42, 9 mười mấy. À, kỹ năng, danh hiệu. Ôi, danh hiệu. Ủa, ngoài này có trả danh hiệu không? Không, ngoài này không có trả danh hiệu. Đây, mình dán cái danh hiệu vô coi. Đâu rồi ta? Nhân vật nè. À, danh hiệu nè. À, đọt bảo thần binh tam tụ gì? À, chưa. Này, ôi, này đặc biệt đó hả? Tao thấy hệ thống đẹp hơn chứ ta. Nè, hệ thống nó có nhiều cái à. Vĩnh viễn ái rồi nè ha. Vô tận thiên đế. Thử ơi. Ủa, ủa không thấy ta. Ồ, sao đeo vô rồi mà không thấy. Thần ma, đây. Thăng cấp thần ma. Ôi, thần ma level 200 mấy đâu ha. 100 mấy đâu ha. Trang bị. Ồ, trang bị cường quá. Ok. Không có quan trọng lắm thần ma ha. Sủng vật. Ồ, sủng vật 4 con 120 hết. À, wow. Ở đây cũng toàn đồ ngon không. Tiên nữ. Tiên nữ đỏ hết các bạn ơi. Nhưng mà cũng không có sức chiến con nào luôn. Chiến hồn. Wow. Trời, chiến hồn vậy mà ạc nè mà top 35 thôi hả? Trời ơi. Ok các bạn ơi. Ôi. Vậy là mấy ông trên kia còn dữ dằn hơn nữa chứ. Trời ơi. Vậy mà ạc về mà có top 35 thôi đó. Nào, thử con boss to hơn cái này các bạn ơi. Đâu rồi ta? Ê mà khoan từ từ. Thần ma nâng trợ chiến. Cái đầu ngũ linh. Không cái cánh đồ này nọ, cái cánh kia kìa nó nằm ở đâu ta? Quên mẹ nó rồi. Không biết luôn rồi các bạn ơi. Long khí. Thôi đi lụm con boss boss khó đi, boss đặt đợt trước chúng ta đi test mà không được các bạn. Đây 800 mấy ha. Boss VIP. Ok. 850 liệu ạ. 51.000 tỷ lực chiến này có thể cân được nó không các bạn? À, đợt trước là ăn không được luôn á. Kia hình như là 5.000 mấy tỷ hay gì á. Ok. Ui, ạc này khỏe các bạn ơi. Ôi, có kìa, ơ kìa. Wow, ngon lành cành đào. Ôi. Một nhát là xuống 2 thanh HP nha. Đó, ôi. Khỏe re. Vâng. Ôi, một nhát là xuống kìa. Ôi, vậy mà ạc của mấy ông top 1 thì sao trời. Wow. Ôi, ước gì mà mượn được ạc của anh top 1 game này thì ngon ha. 51.000 tỷ mà top 35 thôi các bạn ơi. Mà game gần 100 server rồi ha. Đang open server. Rồi, 81. Chỉ còn 19 server nữa thôi là được 100 server rồi đó các bạn. Wow. Ok quá trời. Đó. Rồi, sắp full con này rồi. Rồi, win. Trời ơi, boss này nó cũng như mấy boss kia thôi các bạn. Trời đơn giản không? Ôi, trang bị đồ ngon ghê chưa? Trời ơi, thánh vật bậc 7 đồ luôn. Đây, server 81 nè, sẽ open vào 10 giờ ngày 21 tháng 11 ha. Đó, phiên bản là nhận ngay full kim nguyên bảo khi tạo nhân vật trên rớt kim nguyên bảo hoạt động hưởng hấp dẫn, hoạt động cày chay lên VIP. BK rực lửa hoạt động xuyên đêm tải game nhận code nè, nhập code hàng ngày nữa nè ha. Đó, event hàng ngày, sự kiện chia sẻ nhận ngay 500.000 xu và tích nạp nè ha. Đó, like, share, comment rồi ha các bạn ơi.
Ôi, giờ mới thấy ảnh đẹp trai rồi. Trời ơi, chắc đẹp trai y như chủ quạt thôi gì các bạn ơi, nhìn ngon quá trời. Đây, mình ghé ngang mình thăm boss 750 cái ha. Thường là mấy con boss trên này ít anh em nào ăn lắm. Gặp boss này là boss VIP nữa chứ. Ôi giời ơi, đó. Wow. Ê mà boss đây hình như nó hơi yếu đúng không? Lên thần ma coi nè. Ui, thần ma nó quơ kìa. Đó. Wow. Ủa, thần ma là nó mạnh hơn luôn hả ta? Kìa. Ăn ra được một viên kim nguyên bảo 20 triệu. Wow. Rồi, đang còn thần ma đây là đó, 20 triệu nữa, 2 viên 20 triệu các bạn ơi. Wow, đang tăng cấp đồ luôn. Ây da. Rồi. Wow, ui. Trong vòng 1 phút mà ăn được 2 con. Rồi, tới luôn. À, bên này chỉ có 2 triệu thôi. Ôi, dính ngầu chưa? Còn 13 giây nữa hết. Cái ăn không kịp quá. Ăn không kịp rồi. Còn có 5-6 giây à. Không kịp rồi các bạn ơi. Trời ơi, 10 giây mà đánh được nửa ống máu là cũng nhiều rồi. Ok, cảm ơn anh Top đã cho heo mượn con ngặt rất là bá đạo ha. Anh em nào có chơi thì có thể tải về. Phiên bản này thì lực chiến không giới hạn ha. Kim Nguyên Bảo cũng không giới hạn luôn. Cái quan trọng là các bạn cài được bao nhiêu và... Đó, vô hạn luôn. Ôi ôi, đẹp kìa. Đúng là người đẹp. Ặc cũng đẹp luôn. Con rồng xanh nữa. Wow. Ok, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.